Diễn viên Cát Phượng bình nặng, bác sĩ hỏi sao sống được đến giờ, dấu hiệu giống đột quỵ, căn bệnh rối loạn tiền đình mà diễn viên Cát Phượng mắc có dấu hiệu giống với bệnh lý đột quỵ, cần phân biệt rõ để có hướng điều trị hiệu quả cho người bệnh. Ngày 22 tháng 11 diễn viên Cát Phượng đã phải vào viện cấp cứu. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, lần này cô bị rối loạn tiền đình, vật nặng phải nhập viện. Nghệ sĩ Cát Phượng từng chia sẻ nhiều lần phải nhập viện vì căn bệnh tiền đình. Thậm chí có một số bác sĩ còn nói sao còn sống đến giờ vậy. Trong suốt thời gian qua, Cát Phượng bị mất ngủ, ói đến đắng miệng, đôi khi còn không di chuyển được. Cát bị rối loạn tiền đình, cấp nặng chứ không nhẹ, đi đứng đều không được vì cả thế giới đè nặng lên đầu mình và cứ thế quay cuồng một cách chậm rãi và nặng nề mỗi lần quay là trong người có gì như muốn ói ra hết ăn gì cũng muốn mọc ra không nuốt được tay chân rũ rời không còn nắm gì được rối loạn tiền đình là một hội chứng gặp ở mọi lứa tuổi tuy nhiên hay gặp nhất là ở người trưởng thành đặc biệt rối loạn tiền đình đang càng ngày trẻ hóa do những tác động của môi trường và lối sống rối loạn tiền đình mặc dù chưa gây nguy hiểm nhưng các triệu chứng đau đầu hoa mắt chóng mặt buồn nôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khiến người bệnh không thể tập trung vào làm việc được. So với các bệnh huyết áp, tim mạch, bệnh không gây ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, những nguy hiểm gián tiếp khi cơn rối loạn tiền đình xảy ra, người bệnh có thể té vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là với nhóm người lớn tuổi. Tiến sĩ Trần Chí Cương, Bệnh viện Tim mạch và Đột Quỵ Cần Thơ. Bệnh viện rối loạn tiền đình thường xuyên gặp đặc biệt ở người trẻ tiến sĩ cường chia sẻ bản thân ông cũng từng giờ sống giờ chết có lúc đang trên xe cũng không thể đi nổi tiến sĩ cường cũng cho biết thêm rối loạn tiền đình khá quen thuộc có nhiều yếu tố làm làm khởi phát tiền đình như không quen như lâu lắm đi xe say xe có thể dẫn bị rối loạn tiền đình hoặc những người không quen sống hoặc những người không quen nước khi đi một lúc có cảm giác chóng mặt khi đó cơ thể quá nhiều phản ứng giữa thăng bằng và cơ thể dễ bị rối loạn tiền đình Ngoài ra các trường hợp uống rượu bia, thức khuya nhiều triệu chứng của say cà phê có kích thích rối loạn tiền đình. Ngoài ra, bệnh nhân có thể nhầm lẫn cơn tiền đình với cơn thiếu máu thoáng qua. Nếu chuẩn đoán nhầm dấu hiệu của đột quỵ với rối loạn tiền đình sẽ nguy hiểm cho người bệnh. Việc điều trị rối loạn tiền đình có hiệu quả tốt khi xác định chính xác nguyên nhân để điều trị tận gốc. Trong trường hợp điều trị triệu chứng dùng thuốc cho bệnh nhân bớt chóng mặt. Thời gian điều trị hoàn toàn phụ thuộc vào phân loại mức độ bệnh, khả năng đáp ứng với các biện pháp điều trị, có thể phục hồi chỉ trong 1-2 ngày hoặc kéo dài vài tháng. Do đó phát hiện triệu chứng kể trên, người bệnh cần thăm khám để xác định nguyên nhân điều trị kịp thời.